Ok, xin chào quý vị, chị, các bạn. Hôm nay Vị Hình ở đây muốn review cho bạn con một ngôi nhà được remodel tân trang hết rồi ở thành phố Cypress các bạn. Vừa mới lên thị trường luôn. Mình nhìn hình thì thấy nhà khá là đẹp các bạn. Cho nên là chạy ngay lại đây liền để mà review cho bạn coi. Hôm nay là ngày đầu tiên căn nhà này mở ra để show cho public từ 11 giờ đến 1 giờ thôi. Nhưng mà giờ đó mình bận cho nên là thì mình xin cái người agent đi giờ này chừng 3 giờ chiều thì mình để review ngay cho nhà này cho các bạn coi. Thì cái ngôi nhà hôm nay Hình review cho các bạn đang được list với giá là 1.399.000. Họ nói chẳng là 1.400.000 đi cho các bạn dễ hình dung tưởng tượng. Ok, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng 2.646 square feet diện tích ở và lot đất là 6.003 square feet. Cái căn nhà này đó thì là một căn nhà 2 tầng mà thường mình để ý nha các bạn là thường ở những cái khu neighbor tốt thì cái lot đất mình thấy nó lại không có quá bự, trừ một vài khu đặc biệt thôi hoặc là các bạn phải lên núi. Còn vòng vòng ở đây đó thì cái lot đất nó sẽ chừng 5.000-6.000 thôi. Và đặc biệt thành phố Cypress là một thành phố rất là tốt các bạn. Một điều đặc biệt nữa các bạn, nếu mà quý vị anh chị các bạn muốn kiếm nhà mà mình chú ý, mình có con cái mà mình chú ý đến cái vấn đề trường học cho con cái, thì thành phố Cypress nha các bạn là một trong những thành phố mà quý anh chị và các bạn phải để ý tới. Ít người nghe tới thành phố Cypress đúng không các bạn? Thì thành phố Cypress cũng là một trong những thành phố gần khu Phú Thọ mình đây. Từ thành phố Cypress rồi đó, các bạn chạy xuống tới khu người Việt Phú Thọ mình á, nó sẽ từ chừng 12 cho tới 15 phút chạy xe. Ok, để về lại đúng khu Phú Thọ của mình luôn. Cho nên là thực ra là cũng không có quá xa, nhưng trường học ở đây cái rating và được đánh giá là cực kỳ tốt các bạn. Nói chung là khu phố tốt và trường học tốt. Nếu mà gia đình mình có con cái thì quý anh chị và các bạn nên để ý và pay attention thêm cái thành phố Cypress này nữa các bạn. Và chính vì cái điều đó, nhà ở đây cũng không hề rẻ nha các bạn. Thật sự nhà ở thành phố Cypress này khá là đắt tiền luôn. Giá trung bình thì cũng là 1.2 triệu cho đến 1.4 triệu ngang ngửa thành phố Fountain Valley, chứ không hề rẻ hơn nha các bạn. Và thành phố Cypress này đó, cộng đồng châu Á mình ở đó thì có rất là nhiều người Hàn Quốc các bạn. Rất là nhiều nhà hàng Hàn Quốc, nhà hàng ngon của Hàn Quốc rất là nhiều. Ok, nhà đó thì nằm ở trong cái đường cục cul-de-sac như thế này. Như các bạn thấy cái đường cục ở đây đó không có nhiều nhà, các bạn thấy không? Coi như là từ cái mặt đường chính ở ngoài các bạn quẹo vô đây đó, là trong đây các bạn đếm chắc ở trên đầu ngón tay mình đếm chắc chừng được chục căn nhà hoặc là ít hơn. That's it. Trong cái đường này chỉ có bấy nhiêu căn nhà thôi, không có nhiều nhà hơn các bạn. Cho nên là rất là an toàn, rất là yên tĩnh luôn. Những người nào mà đã quẹo vô đường này rồi là phải là chắc chắn một điều là cư dân ở trong những cái nhà này, còn không là không có xe nào khác chạy vô đây cả. Ok, đó một điều tốt ở cái chỗ vị trí của nhà này. Thứ hai, như Vị Hình đã nói rồi, khu vực ở đây rất là tốt, rất là an toàn và yên tĩnh. Như các bạn thấy đường rất là vắng xe đúng không? Không có xe này nọ đậu đây bậy bạ. Tại vì ở Cypress thành phố, cái khu vực khu phố rất là tốt các bạn. Nhà hàng sớm các bạn nhìn thấy quang cảnh không? Toàn bộ là nhà 2 tầng mà nhà rất là to hết. Ok, có những căn nhà lên tới 3 xe garage nữa các bạn, như căn nhà của mình review hôm nay. Một cái plan nó có tới 3 xe garage, nên là cái plan nhà bự hơn. Những cái nhà kia thì có thể là cái plan nó nhỏ hơn tí xíu, nó chỉ có 2 xe garage thôi. Nhưng mà vẫn là thấy nhà 2 tầng rất là bự, rất là to y chang như nhà bên Fountain Valley. Ok, rồi. Bây giờ đây là căn nhà hôm nay Vị Hình sẽ review cho các bạn đây. Thì căn nhà này là của văn phòng chung với mình luôn, là First Team Real Estate, cùng văn phòng với mình. Nhưng mà cái anh listing agent này tên là Philip DiMatteo. Thì đây là listing của anh ta. Và nhưng mà về chung văn phòng với mình, cho nên là mình xin anh ta vào để review cho các bạn coi nhà này hôm nay liền. Rồi, nhà như các bạn thấy nha, mình đến đằng trước khu phố sạch, căn nhà cũng rất là sạch sẽ luôn. Nhìn đằng trước thì rất là mát mắt. Ok, cỏ cắt rẻ gọn gàng, xanh sạch đâu ra đó. Nhà này đó, như Vị Hình nói các bạn thấy không, được 3 xe garage. Rồi cho nên là ở bên trong thì đậu được 3 chiếc xe. Bên ngoài cái driveway cũng rất là bự, tại 3 xe mà. Cho nên là bên ngoài cái driveway cũng đậu được 3 chiếc xe theo bề ngang luôn. Và driveway xi măng chén rất là sạch sẽ nha. Xi măng còn rất là đẹp luôn, không bị nứt, không gì hết nha các bạn. Rồi, bây giờ ở đây đó là cái có pathway lead vô nhà. Đằng trước gardening cũng rất là sạch sẽ, gọn gàng. Cái đường dẫn vô nhà đó cũng được lót gạch đàng hoàng, rất là đẹp đúng không? Đằng trước nhà có mấy cây dừa kiển rất là đẹp luôn. Bên bển mình có một cụm dừa kiển, bên đây mình có 3 cây. Rồi, xin mời mọi người vào. Đây các bạn, bước vào một cái các bạn thấy không? Nhà ở ngoài là nhà 2 tầng mà, 2 tầng nhà cao, to. Cho nên bước vào một cái là phòng khách có chừng rất là cao, như các bạn thấy, chừng rất là cao. Chạy lên tới lầu 2 anh trở luôn thấy không? Cho nên rất là thoáng. Nhà đó rất là cứng cáp luôn.
Các bạn thấy không, toàn bộ cửa sổ đó là đều có shutter đàng hoàng hết tất cả mọi cửa sổ luôn nha, rất là cứng cáp các bạn. Và sàn ở dưới đó là đã được lót lại hết vinyl mới rồi. Thì các bạn thấy ở ngoài họ cũng đi cái kiểu như là tông là màu trắng và một cái màu tối hơn, đơn giản vậy thôi. Thì là tông hiện đại, cho nên các bạn thấy không, đa số nhà sàn màu trắng rất là sáng sủa. Còn những cái phần nền á, nó đi cái màu tối hơn xíu. Cái màu nền ở đây, vinyl nha các bạn. Rồi, đây là diện tích phòng khách như các bạn thấy đúng không? Đèn recess light đồ đầy đủ hết nguyên căn nhà. Các bạn bước lên đây hai bậc thang. Ở đây chúng ta có cái phòng formal dining room của nhà các bạn. Và đây là cái nơi mình để cái dining table này. Các bạn thấy không? Dành hẳn cái khu vực này ra, nó nằm ở trên cái deck cao hơn, cái level cao hơn, chỉ hai step up thôi. Là ngay cái chỗ này là cái phòng ăn. Để mà ví dụ mình mời gia đình này nọ qua ăn uống hội họp cuối tuần, thì đây sẽ là nơi formal dining room ăn uống với gia đình đây. Rồi, bây giờ mình đi qua đây đi các bạn. Nếu mà từ cái cửa các bạn mở ra đó, các bạn bước thẳng vào vô tới trong đây, có nghĩa đằng trước sẽ là cái living room, then the formal dining room. And then, you know, mình đi thẳng vào trong thì ở trong đây mình lại có một cái diện tích dining room nhỏ hơn như thế này, đủ để một cái bàn ăn. Thì có thể là cái này là cho gia đình nhỏ của mình đúng không, hàng ngày mình về đây mình ăn uống. Nhưng mà cái formal dining room ở ngoài là ví dụ cuối tuần mình mời anh chị em, cô bác, bạn bè qua hội họp thì mình sẽ ngồi ở ngoài, các bạn bự hơn là ở ngoài đúng không? Đó. Còn không thì mình, các bạn không muốn để các bạn ở đây cũng được, thì coi như diện tích kitchen nó sẽ rộng hơn ra tới đó thôi. Ok, kitchen thì rất là rộng rãi như các bạn thấy ở đây đúng không, và rất là sạch sẽ luôn. Từ dàn tủ đến màu gạch backsplash trên cái tường đều là màu trắng hết, cho nên nhìn rất là sạch sẽ các bạn. Và dàn tủ rất là cứng cáp nha, rất là cứng cáp các bạn, đủ màu trắng hết. Ok, gạch ở trên cái counter là gạch quartz cũng màu trắng luôn, keep it simple, màu trắng vân đen vậy thôi. Kitchen rất là rộng rãi theo hình chữ U, rất là nhiều storage, rất là nhiều tủ để đồ, và toàn bộ các cái appliance đều là stainless steel, thép không rỉ hết. Và các bạn để ý ở đây đó, điện gia dụng của nhà đó cũng được chủ xài và sử dụng những cái đồ rất là cao cấp và rất là chất lượng. Ví dụ các bạn nhìn cái tủ lạnh này, đơn giản mình nhìn cái tủ lạnh là mình biết đồ chất lượng rồi các bạn. Các bạn thấy cái hiệu không? Forno Outer Quality. Đây là một cái hiệu tủ lạnh cao cấp hơn, các bạn có thể lúc kìa đó, thì các bạn sẽ thấy cái giá nó cao và đắt tiền hơn những cái dòng tủ lạnh bình thường. Ok, của LG, Samsung gì đó, Forno. Rồi các bạn đơn giản thôi, mình đi review nhà nhiều rồi. Nếu các bạn coi nhiều qua những cái chương trình của hình, các bạn nhìn cái bếp thôi là các bạn cũng biết cái bếp này là loại bếp mắc tiền hơn cái bếp bình thường mình đi mua đúng không. Bếp bình thường nhiều khi 600-700 đô các bạn cũng đã thể mua được rồi. Nhưng mà thứ nhất, bếp này là slide in, nó không có cái miếng trên đây show off được cái backsplash của mình. Và các bạn nhìn từ cái tay cầm cũng là cùng hiệu với tủ lạnh nha, Forno nha các bạn. Và all brand new cái bếp luôn, mới toanh, bếp và tủ lạnh là mới toanh nha, chưa xài một ngày các bạn thấy không. Băng keo, bao ni lông đồ còn hết ở trong lò nướng ở dưới đây nè. Đó, rất là cứng cáp theo Forno luôn. Và nhìn cái bếp thấy cứng cáp, thấy chất lượng rồi các bạn. Và những cái này là mới toanh hết, họ vừa bỏ vô là include trong cái sale này với căn nhà luôn. Thôi các bạn đi mua nhà thì tủ lạnh không có bao, máy sấy máy giặt không có bao, nhưng với căn nhà này thì tủ lạnh là sẽ có nằm lại. Nhưng mà bếp thì cũng khá là xịn, có máy rửa chén sạch sẽ ở đây đàng hoàng, đi cùng bộ ha. Và microwave rất là to trên này luôn các bạn, built-in rất là to, và máy hút nằm ở dưới luôn, đầy đủ cho mình. Ok, rồi mình hình thích một cái đó các bạn, là cái nhà này đó, khi chúng ta đi vào đây ra cái không gian giải trí đằng sau, từ cái kitchen nó có một cái open concept, nó liên ra ngoài cái family room ngay đằng trước mặt. Ok, mà cái thứ hai nữa là toàn bộ kitchen và family room đó rất là nhiều cửa sổ như các bạn thấy đúng không, rất là nhiều cửa sổ ở đây để mà đem rất là nhiều ánh sáng vào nhà các bạn, cho nên làm chỗ không gian đằng sau này nó rất là sáng và nó rất là thoáng. Và chúng ta có cái view ngoài cái bát do của mình, nhìn nó rất là thoải mái, xanh tươi. Mà được một cái thích nữa là cái bát do này á, là đã có trồng nguyên một cái hàng cây, nó giống như là một cái hàng rào tự nhiên, một cái fence tự nhiên vậy đó. Mình view ra, mình thấy cái hàng cây xanh tươi mát mẻ, mình rất là thích. Và cái hàng rào tự cây tự nhiên này nó cũng đem lại cái sự yên tĩnh riêng tư cho cái người chủ nhà khi chúng ta ở đây. Như vị hình nói đúng không, từ cái kitchen các bạn thấy không, open qua bên đây là cái không gian phòng family room. Thì ngoài cái phòng khách living room ra, chúng ta có thêm phòng family room các bạn. Hai không gian chơi đúng chuẩn của một cái nhà thường, nhà ở Mỹ.
Đương nhiên là không phải nhà nào cũng có, mà thường những cái nhà sen hơn, nhà to hơn là luôn luôn cái thiết kế của họ sẽ có hai không gian chơi. Một cái tiếp khách bình thường là cái living room đằng trước, các bạn bước vào nhà nó sẽ hít ngay vào. Cái thứ hai là cái family room, như một cái phòng khách thứ hai để mà mình tiếp những cái người khách thân cận hơn, gia đình của mình, những cái ngày hội họp Christmas, lễ Tết, Thanksgiving, mình tập họp tụ họp ở đây. Có một cái gì đó nó intimate hơn, mời người thân vào tới tận trong này, hoặc là những người khách mà được vào tới tận trong này. Các bạn thấy không? Đó, bên đây đó, lò sưởi này nó sạch sẽ đàng hoàng, lót gạch mới hết rồi. Đó, lò sưởi được gót gạch đây hết, rất là đẹp đúng không? Đó, hết một cái hai bên có dàn kệ nè. Kệ làm sẵn nè, để làm chi? Kệ này mình để đồ được, trang trí được, nhìn nó đẹp hơn. Tại vì cái mảng tường ở đây đó là cái mảng mà bước vào cái nó hít ngay vào mắt mình. Mình ngồi mình coi tivi cũng là cái mảng tường này. Cho nên cái mảng tường này á, nếu mà có kệ này nọ mình có thể bỏ những cái mảng trang trí design lên được, nhìn nó không có bị đơn điệu mà nhìn nó sẽ đẹp, nó hay hơn. Tại đó là cái nơi thu hút ánh nhìn của con mắt mình, đúng không? Rồi, bước qua bên đây đó thì sẽ có phòng laundry room các bạn. Ok, và phòng giặt. Đây, máy sấy máy giặt bỏ sẵn trong này luôn. Là 95% mình xua là máy giặt máy sấy này sẽ bao để lại cho các bạn luôn, khi cái nhà họ remodel mà họ bỏ sẵn trong này cho các bạn. Ok, coi như là về dạng appliance, là nhà này là khi các bạn mua including in the purchase price is everything, tất cả những cái appliance từ máy sấy máy giặt tủ lạnh tất cả đều bao hết cho mình. Ok, rồi ở đây đối diện qua chúng ta có cái powder room, là cái half bath ở dưới nhà. Chính xác cái nhà này là 2.5 tắm các bạn, nó 3 này nó cũng không đúng, 2.5. Bởi vì dưới nhà đó này nó chỉ là half thôi, nó nửa thôi, nó không có cái shower, không có phòng tắm. Ok, nó chỉ có cái toilet và cái sink thôi, là cái nơi này để khách qua, mời khách qua, người ta đi vô người ta sử dụng ở đây, không cần đi lên lầu để sử dụng. Nhà vệ sinh nếu họ cần thì nó không có ảnh hưởng đến cái không gian riêng tư, không gian ở của mình. Ok, rồi thẳng ra đằng sau đây thì là cửa ra ngoài garage. Ok, cửa ra ngoài garage. Wow, mình chưa ra ra, giờ mình mới ra mà mình thấy mình vừa mới bước ra mà mình thấy chiếc Porsche này mình khoái rồi các bạn. Porsche là hiệu xe Việt hình mê nhất các bạn, người là fan của Porsche. Ok, ra mà thấy chiếc xe Porsche mà đúng màu mình thích nữa, màu đen các bạn, mình chỉ thích màu đen thôi và nó bóng láng. Thấy người chủ này là biết chơi đó, để có chiếc xe Porsche là thấy biết chơi đó, mình thương xe nữa, giữ xe rất là bóng. Wow, không biết là cái xe này của người chủ này đẹp quá, không biết mình mua căn nhà trong giá này có bao giữ lại chiếc Porsche không thì không biết. Nhưng mà đây là 911 nha các bạn, 911 Carrera S. So anyways, gara thì các bạn thấy không, khá là rộng rãi, ở dưới sàn cũng chán sạch sẽ rồi đúng không, rất là sạch sẽ, gara rất là sạch sẽ luôn, có những dàn tủ kệ cho mình để đồ sẵn luôn đúng không, gara bự đúng không, ba xe mà. Và bên đây là cửa hai xe nè, và bên kia là cửa một xe, thì hiện tại chủ nhà người ta dùng người ta để đồ của người ta thôi, bạn thấy không, để đồ thôi đó. Thì quay sơ cho mọi người coi cái garage ở đây, mình cũng có cái cửa để mà các bạn có thể mở ra và access đi ra ngoài cái backyard từ cái garage đúng không, mình sẽ ra ngoài cái backyard. Ok, rồi, ok, let's go inside. Oh my god, I love this car. Bây giờ quay vô đây lại nha các bạn, ở đây cũng có một cái cửa nhỏ nè để cho các bạn để đồ đúng không, tận dụng cái không gian ngay ở dưới cầu thang lên lầu, có một không gian trống như đây để chúng ta có thể để đồ storage thêm ở đây. Rồi, các bạn thấy không, đây là kitchen, kế bên cái kitchen ở đây cũng có một không gian rất là hay luôn, là cái quầy bar. Mình rất là thích cái concept này của những căn nhà nó có cái này, tại vì ăn uống thì mình nấu trong kitchen, nhưng mình thích cái nhà nó có một cái góc riêng, là không phải là để đồ ăn mà để đồ uống các bạn. Mà cái việc ăn ngon foodie, người thích uống nữa, là có những người ta không thích uống, nhưng mà mình thì mình enjoy life, thực sự mình uống rượu này nọ rất là thưởng thức thôi, và mời bạn bè thì những bữa tiệc không thể nào thiếu rượu không các bạn, thì mình thích uống nữa, cho nên là nếu mà có một cái góc riêng chỉ để dedicate riêng cho cái việc uống rượu và chinh những chai rượu đẹp, từ you know spirit hay là whisky này nọ cho đến rượu đỏ nếu các bạn thích. Đó, ngay đây nè là họ có đèn để mà chinh rượu luôn. À, thấy không, này chiếc rượu này có đèn, nó đẹp đúng không? Rất là thích cái góc này nha. Rồi, ok các bạn, ở đây là cửa closet thôi. Bây giờ mình cùng nhau đi lên lầu để check out cái không gian ở của căn nhà nha, những cái phòng ngủ. Ok, nhà này không có phòng ngủ dưới lầu, vậy là coi như là 4 phòng ngủ đều nằm trên lầu hết. Bây giờ bắt đầu trên cầu thang mình đi lên đó, thì cái cầu thang họ lót thảm nha các bạn, nhưng mà thảm này họ lót rất là đẹp nha, thảm này thảm xịn như các bạn thấy không, thảm có pattern
có hoa văn đàng hoàng nhưng mà chỉ đúng khúc cầu thang thôi. Lên tới trên lầu thì lại là sàn vinyl y chang như ở dưới đất. Ok, rồi bây giờ mình lên cái phòng này, nó ngay trước mặt mình liền, mình vô check out nó trước luôn đi các bạn. Đó, các bạn thấy không, đây là cái phòng ngủ master bedroom của nhà. Ok, vừa đi lên lầu là master ngay trước mặt mình luôn. Và thích một điều là master bedroom này cái cửa đi vào là double door các bạn, hai cửa. Ok, đường đi vào rất là to, rất là rộng, nhìn nó sang trọng hơn. Đó, các bạn thấy không, nhà trần cao cho nên vô phòng ngủ đó trần cũng rất là cao, rất là thoáng, ánh sáng vào rất là nhiều, trần cao thoáng, ánh sáng vô rất nhiều, rất là thoải mái. Họ để cái giường king ở đây nè, mà các bạn thấy vẫn còn rất là rộng rãi luôn, hai cái nightstand, diện tích phòng khá là rộng rãi. Ok, rồi bây giờ đi vào đây nè các bạn, mình rất là thích cái phòng master này nha, rất là thích cái phòng master này. Bởi vì sao các bạn? Thứ nhất, rất là to, và mình thích nó một cái là nó không chỉ là một cái phòng liền, xong rồi một phòng tắm, không gian rộng để chia làm hai ở ngoài để ngủ. Trong đây các bạn có một cái khu vực giống như thế, một cái phòng trong đây, nhưng mà cái phòng này giống như là một cái phòng khách. Cái này mình phải gọi nó không phải là một cái phòng master bedroom, mà khi họ design vậy nó giống more like a master suite các bạn, đẹp hơn, nó có không gian riêng tư hơn, ngủ và làm việc chung hoặc là giải trí riêng của mình nữa. Ở đây có một cái phòng nó có thể sử dụng là phòng khách, là office, cái gì đó tùy mình muốn, cũng tuyệt vời luôn. Có thể để một bộ sofa ở đây, thấy không, TV, lò sưởi đầy đủ cho mình, cửa sổ rất là nhiều như các bạn thấy đúng không, cửa sổ to ăn cả một mảng tường này. Rất là sáng sủa đây, mình để cái bàn làm việc đây, từ ở trên tầng 2 mình nhìn xuống cái view rất là đẹp. Đó, view rất là đã đúng không, at least mình có view right, có view nó không có boring các bạn, làm nó cũng cảm cho mình cảm hứng tuyệt vời hơn. Rồi đi vào đây các bạn, check out cái master, oh my god, đúng là định nghĩa của master suite các bạn thấy không. Đây là cái phòng tắm này các bạn, phòng tắm của cái master suite, oh my god các bạn, cực kỳ bự và rộng rãi luôn, cực kỳ bự nha, phải nói là dedicate cả một cái phòng như bình thường chỉ để làm cái phòng tắm thôi. Cái gì cũng có, bồn tắm đứng cũng có, làm rất là sạch sẽ, bạn thấy không, đầy đủ hết, bồn tắm đứng cũng có, rất là cứng cáp ha. Rồi cái khoảng không ở giữa nè rất là rộng rãi, mình đi qua đi lại rất là rộng rãi. Gạch lót dưới sàn cũng có design nữa, không phải lót một loại gạch all to wow nhìn nó chán mắt. Ngay giữa đây có một cái gạch nó làm như cái woven đang vô với nhau vậy đó, các bạn thấy không, nhìn nó đẹp ha. Thấy cái khu này, giữa này cái khu mình đứng nè, quay lại đến chi lao mình sau khi tắm ra, ngay trong nhà tắm cũng có closet luôn các bạn, để chi mình đứng tắm lao người xong mình đứng lựa đồ luôn mình mặc, và mình soi gương ở đây coi mình đẹp không trước khi mình bước ra khỏi nhà đi làm, có đúng không. Đó, bên đây nè bạn thấy không, double sink đàng hoàng, có cả bồn tắm nằm cho các bạn nếu các bạn muốn, và stand alone bathtub, có nghĩa là nhìn nó stylish và nó sang trọng hơn, không phải kiểu bathtub cũ mà nó dính vô cái tường mà nó nằm riêng ra một mình nó ngoài này, nhìn rất là sang đúng không các bạn. Và toilet nằm hẳn trong một phòng riêng, rất là thích, rất là riêng tư, và vệ sinh nữa các bạn, nhiều khi đi xong đóng cửa lại hồng mùi này nọ nó không có bị bốc ra hoặc là nó không có làm phiền ở không gian bên ngoài, đúng không, rất là hợp lý. Rồi các bạn thấy không, phòng master mà for him for her thì chắc chắn là không thể nào thiếu diện tích closet được. Ở trong chỗ chúng ta có một diện tích closet, và đương nhiên ở ngoài đây chúng ta phải có thêm diện tích closet rất là nhiều, ăn cả một mảng tường bên đây luôn nè các bạn, ba cửa luôn, không bạn nghe rất là to, rất là cao, ăn cái chuyện cái đấy, tuyệt vời. Rồi bây giờ đó là phòng master suite của nhà nha. Giờ mình qua check out ba cái phòng ngủ nhỏ hơn của nhà nha các bạn. Mình đi qua cái không gian bên đây ở trên lầu đi, nơi ba cái phòng ngủ nhỏ hơn của nhà nè. Mình đây cuối cái hallway bên tay trái chúng ta có một phòng ngủ, nhà to mà các bạn cộng gần 2700 square feet cho nên là phòng ngủ đó các bạn, phòng nào cũng to và rộng rãi hết. Cái này không phải phòng master nha, ngồi bây giờ nói thiệt, cái phòng master nếu chỉ đem cái phòng này so với cái diện tích ngủ của phòng master thì cái phòng này chắc là còn bự hơn cái diện tích ngủ của phòng master, tại vì nó có thêm cái phòng khách. Chứ nếu chỉ cho thì cái phòng này nó bự hơn nữa các bạn, rất là to luôn, thiệt á, bạn nghe rất là rộng luôn, bạn thấy không, để một cái giường king nè, rất là to, hai cái nightstand mà bạn nghe vẫn còn space rất là nhiều, rộng rãi, thoải mái đúng không. Và again cửa window là có plantation shutter đầy đủ hết, rất là cứng cáp ha. Closet rất là to luôn, để mà nhiều chỗ để đồ. Rồi
Đi qua tiếp tục xuống cái hallway, ở giữa ngay hallway chúng ta có cái phòng tắm thứ hai của căn nhà, và cũng là phòng tắm thứ ba và cuối cùng của căn nhà các bạn. Nó là cái common bath ở trên lầu, ok, master nó có riêng cái nhà tắm của nó. Còn cái nhà tắm này là cho ba cái phòng ngủ nhỏ hơn còn lại share, đúng không? Đó, rất là sạch sẽ, cùng một loại gạch loại tủ họ xài thôi, cùng một tông màu trắng. Gạch lót ở trong đây là phòng tắm đứng thôi, nhưng mà là lót trong phòng tắm đứng là the same concept, cùng một loại màu với lại cái phòng tắm ở bên phòng master, rất là sáng sủa, rất tương cáp, rất là đẹp luôn. Rồi, ok, đi xuống cuối hallway thì chúng ta lại có thêm hai cái phòng ngủ nữa. Cái này là giống như mình, hai cái phòng này thì nó nhỏ hơn nè các bạn, không, phân bổ rất là hợp lý luôn. Cái này thì nó nhỏ hơn cái phòng kia thôi, chứ nói nhỏ xíu thì không hề nhỏ nha bạn. Trong đây họ staging thì họ để như là giường của hai đứa nít, giường bên có con cái, bên cho boy, bên cho girl. Nhưng mà thật sự nếu các bạn để giường queen là dư sức fit nha, no problem. Rồi, đây, check cao đi các bạn. Thấy không, họ để một cái giường twin thôi, nhỏ thôi, giống như là cho con nít thôi. Nhưng mà các bạn thấy cái bàn ngang rất là rộng nè. Bên đây nightstand còn dư space, bên đây nightstand còn dư space với chổng. Cho nên cái này các bạn để giường queen vẫn sẽ còn dư chỗ rất là nhiều đi qua đi lại nha. Phòng không có nhỏ đâu nha các bạn. Rồi, ok, một phòng thứ ba, và đây là phòng ngủ cuối cùng của nhà, phòng thứ tư. About the same size, ok, about the same size, cùng diện tích với cái phòng bên kia vừa rồi các bạn thấy. Bên đây làm giống như giường của con gái hơn, rất là xinh đúng không? Đó, dưới sàn bên này thì thích một cái là họ lót cái sàn cái màu khác với lại cái phần còn lại của nhà. Con gái mà nhìn nó sáng sủa, nó dễ thương hơn, đó không? Nó sàn đây màu trắng, các bạn thấy không? Nhìn nó khác, nhìn nó nữ tính hơn, rất là dễ thương, ok. Rồi, thì vậy thôi, coi như là xong, rất là xong bên trong căn nhà đó. Thích ở đây mình có một diện tích nè, tủ nè, closet để đồ in the hallway. Với lại mình có một diện tích bạn đây, các bạn có thể để những cái mảng decor hay là để thêm đồ ở đây cũng được nữa, ok. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng theo về hình đi xuống dưới nhà, mình check out cái bát giò của nhà nha. Rồi, bây giờ xong là bấy nhiêu đó là xong bên trong căn nhà rồi. Bây giờ mời các bạn đi theo vị hình ra check out cái bát giò của nhà nha. Bát giò rất là vuông vức, ok, và rất là private, có nghĩa là riêng tư. Rồi, ok các bạn, thấy không, rất là sạch sẽ luôn. Bát giò vuông vức khoảng, rất là đẹp. Được cái bát giò nhà này đó, nó còn nó theo hình chữ L các bạn, có nghĩa là có đằng sau, có bên hông. Mà cái bên hông cái size giò cũng rất là bự luôn. Này các bạn thấy không, đi theo chữ L, size giò rất là bự, đằng sau cũng rất là to. Dư chỗ đầy đủ cho mình có con cái thả nó ra đây chơi, chạy nhảy thoải mái. Mình mời bạn bè qua party vào mùa hè, tổ chức tiệc, dư chỗ cho mọi người ăn chơi ngồi đây vô tư các bạn, ok, rất là rộng rãi. Mảng bên đây là mảng xi măng, chán sạch sẽ đàng hoàng hết, không có cần maintenance nhiều, đỡ tốn tiền cắt cỏ, đúng không? Còn mảng muốn mảng cỏ xanh cũng có mảng cỏ xanh, mà đâu ra đó, xi măng là cùng một bên hết, mảng cỏ nằm một bên hết, chạy dài dọc theo cái chiều dọc bên đây các bạn thấy không, mảng cỏ xanh vẫn giữ được mảng xanh, mảng nào cũng có, rất là sạch sẽ. Và thích một cái là nhà landscaping sao rất là sạch sẽ luôn, các bạn thấy không, cây cỏ cắt đàng hoàng đây nè. Cái tường á, các bạn thấy không, giờ bên đây nó còn tường không, bạn nhìn đi, cái tường không nhìn nó không có đã, mà cái tường bắt đầu có những cái hàng cây nó mọc leo lên như thế này, nhìn thấy có một cái gì đó nó cổ kính và nó riêng tư, nó xanh tươi hơn nhiều, đúng không các bạn? Rất là đẹp. Thì họ đang trồng cây, nó bắt đầu nó mọc lên cũng nhiều rồi, các bạn thấy không? Đó, này xà da rất là rộng nè, cửa này để vô lại cái garage nghe nãy nè. Đó, xà da rất là rộng, các bạn thấy không, cây cỏ cắt gọn gàng đàng hoàng. Nhà có central air luôn nha các bạn, mặc dù cái cục central air này thì hơi cũ, ok, nhưng mà có central air, central heat đầy đủ. Chỉ có một điều á, các bạn thấy không, cái space giờ sau rất là rộng, ở đây mình để được bộ bàn ghế chơi nè, bên kia lại thêm cái fire pit nữa, không, để mùa đông các bạn thích ra ngoài ngồi chơi uống rượu sưởi ấm được, lại có thêm một cái diện tích ngồi em bển để mà giải trí theo một cái kiểu khác. Nhà này thì mình không có gì để chơi, mình thấy đẹp, location good, nhà tất cả mọi thứ đều good, không thiếu gì cả. Chỉ có một điểm trừ là cái lưng của căn nhà thì nó lại đấu vô cái đường lớn các bạn, là cái đường Cerritos. Nhưng mà được một cái cũng đỡ là thứ nhất là có cái hàng cây như thế này mọc lên để che chắn lại hết, cho nên là mình vẫn cảm thấy khá là riêng tư, đúng không? Mình không có bị mất đi cái sự riêng tư này nhờ cái hàng cây, hàng rào cây này. Thứ hai, nó cũng chắn rất là nhiều bụi, không bụi vô nhà,
đỡ tiếng ồn nữa. Nhưng mà đương nhiên rồi, cái duy nhất là nằm bát xuống cái big suite thì đương nhiên phần nào đó nó có tiếng ồn. Thì các bạn thấy không, bên đây cũng có hàng cây cao nè, nó tạo cho mình cái là bước ra ngoài cái vườn đó, mình thích có cây cỏ nhiều như thế này, nó cho mình cái sự riêng tư, mình có cảm giác như mình đang ngồi trong cái thế giới riêng của mình, trong cái khu vườn, khu rừng riêng của mình vậy đó các bạn. Rất là xanh tươi, rất là mát, mà đặc biệt vào mùa đông, chứ còn nếu mà mùa hè đó, nhờ những cái cây này đó, nhà mình sẽ rất là mát các bạn. Thật sự nhà có cây nhiều rất là mát và nó không có nóng nữa. Ok, đây các bạn thấy không, rất là nhiều cây ăn trái này. Nhà có cam, có chanh, mà nhìn là biết đất này tốt rồi. Các bạn thấy không, cây rất là sai trái luôn, mà trái nào trái nấy to cha bá lửa. Coi cái chanh kìa, trời ơi các bạn, coi cây chanh hết nói nổi, cây chanh quá sai trái luôn các bạn. Và cây chanh quá là sai trái, mà trái nào trái nấy kinh hồn, trái nào bú, cây chanh rất là bự. Cây cam ở đây cũng vậy nữa, và sai da rất là rộng rãi luôn, sạch sẽ như các bạn thấy đúng không. Trồng cây hai bên sạch sẽ, đường đi tráng xi măng sạch sẽ giữa đàng hoàng, cho nên là mình thì không có gì complain. Thì muốn mở rộng thêm để review cho mọi người biết thêm nhiều cái thành phố nữa. Và như vị Hình nói, ở Cypress đây trường học rất là tốt, cho nên nếu quý anh chị các bạn nào mua nhà mà có con nhỏ cần trường học tốt, đây cũng là một option của mình để chúng ta có thêm option lựa chọn, không cần phải quá dành dật vào những cái thành phố như Fountain Valley hay Huntington Beach. Thật ra nhà ở đây nó cũng không có rẻ đâu các bạn, và chất lượng nó rất là tốt. Ok, gần đây mình cũng có đóng một căn nhà mình bán cho một khách, là anh khách của mình cũng là bên Việt Nam qua định cư. Anh cũng đã nghiên cứu rất là nhiều ở Việt Nam và cũng đã coi kênh mình rất là nhiều. Thật ra anh cũng có rất là người có kiến thức rồi, mình nói chuyện mình biết ngay là anh đã nghiên cứu rất là nhiều rồi. Mình chưa, không cần phải đem ra thì anh cũng đã biết tới thành phố này, và anh nói anh có hai ba đứa con nhỏ, anh cần kiếm nhà ưu tiên là trường học tốt. Thì Fountain Valley, Huntington Beach này nọ anh biết rồi, anh kêu show cho anh thêm Cypress nữa. Thì cuối ngày mình chốt cho anh được một căn nhà Cypress cũng rộng đâu đó chừng 2.500 square feet, giá chốt mình nhớ căn đó là 1.250.000, và căn nhà đó cũng rất là đẹp, cũng nhà 2 tầng, khu tốt, trường học tuyệt vời như căn nhà này đó bạn, rất là tuyệt vời. Ok, và sau khi mà mình đóng căn nhà rồi, mình còn nhớ anh nói với mình, tại vì đóng căn nhà anh bay qua đây để mà chốt căn nhà, sau đó phải bay ngược về Việt Nam để mà lo cho xong, dọn dẹp tất cả các thứ còn lại và chuẩn bị đưa cả vợ con qua đây là qua luôn. Chỉ bay về 1 tháng thôi. Thì vừa đóng nhà xong anh bay về, mà các bạn biết cái thành phố nó tốt tới nỗi là anh chụp hình anh gửi mình, mà tại nhà của anh có gắn cái camera đằng trước, mình lock trên cái phone qua internet có thể thấy được ai lại nhà. Thì anh mới nhắn cho mình, anh nói trời ơi, anh mua căn nhà này anh ưng quá Việt ơi, thành phố Cypress là công nhận nó tốt ghê. Và thật sự mình thấy anh nhắn qua wow, công nhận là nó có thể nó còn, mình thấy nó còn tốt hơn thành phố Fountain Valley này nọ nữa các bạn. Có nghĩa là anh nói những ngày anh đi như vậy đó, anh không có nhà ở đây, nhà để trống, cảnh sát nó lại, cảnh sát của thành phố nha, nó lại nó check up giùm. Anh nói anh gửi hình cho mình, anh gửi hình cái camera chụp mấy cảnh sát đứng trước cửa, ảnh mở voi lên nói chuyện qua cái điện thoại, nói chuyện mấy cảnh sát, ảnh nói nó lại nó check up giùm anh, hàng xóm này nọ kêu cảnh sát lại check up giùm anh, make sure là nhà ok, mọi thứ sạch sẽ, không có trộm cướp hay này nọ vô những cái nhà ngày mà mình để nhà trống như vậy, các bạn hiểu không. Cho nên là thật sự thấy cái điều đó anh nói wow, công nhận thành phố an toàn rất là tuyệt vời thiệt, anh rất là ưng, rất là hài lòng khi mua căn nhà đó. Mình cũng chúc mừng anh, thật sự đó là một điều rất là tuyệt vời, và mình cũng tính làm cái video để chia sẻ cho mọi người biết về cái vấn đề đó của thành phố Cypress là nó tốt như vậy đó các bạn. Nghĩa là thành phố check up cái neighborhood, cảnh sát đâu này nọ, họ làm việc rất là cực lực và kỹ để make sure là cái chất lượng cuộc sống của người dân ở nơi đây sẽ được nhận cái chất lượng tốt nhất các bạn. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Việt Hình. Nếu mọi người xem cái video này thấy thích thì nhớ là giúp Việt Hình like cái video và share những cái video của Việt Hình nha. Nếu anh chị, quý vị, các bạn nào thấy căn nhà này có hứng thú thì có thể liên lạc cho Việt Hình và mình có thể set up appointment để mà dẫn anh chị và các bạn đi coi căn nhà này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, and I'll see you guys on the next video. Bye bye.